Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì Hà giới thiệu tới cho mọi người một em Vario nhập khẩu nha. Và em này thì bên Hà có độ cả đề mi trước sau với lại có cả bi cầu với lại mắt xoay cho mình nha mọi người. Ở bên này là mắt xoay, còn bên đây là bi cầu nha mọi người. Rất là đẹp ha. Cái này màu thì mình có thể điều chỉnh được nha cả nhà. Mình điều chỉnh bằng cái app trên điện thoại á, là mình có thể chỉnh màu theo ý của mình, mình phối màu theo ý của mình và mình tắt mình bật gì đó cũng được ha. Với lại được cái là xe này vốn dĩ là nó sẽ không có tắt được đèn sáng cả ngày lẫn đêm á, nhưng mà khi mà gắn bi cầu với mắt xoay rồi thì mình không cần gắn tắt đèn nữa nha, là nó sẽ tự trong cái hệ thống này nó sẽ có tắt cho mình nha. Đó, và phiên bản này là phiên bản nhập khẩu Indo nên mọi người thấy phía trước sẽ có hai cái bát như thế này nè ha. Tại vì hàng Vario chính hãng sẽ không có hai cái bát này. Với lại số khung của em nó cũng khác nữa nha. Tại vì hiện tại đang thị trường đang có hai dòng nên Hà phải tư vấn kỹ cho mình. Thì hiện tại dòng này bên Hà đang có giá rất là tốt luôn. Nếu mà mình lấy phiên bản cái chiếc màu cam này á, hiện tại á là 40 nha, chưa bao gồm phần đề mi, đèn xoay, mắt bi cầu nha. Và trường hợp ví dụ mình mua trả góp mà mình không lấy đèn thì mình chỉ cần dư trước tầm khoảng 3 triệu là lấy xe được ha, 3 triệu tới 4 triệu thôi là chiếc này ha. Còn nếu mà mình lấy luôn cả đèn thì mình đưa trước tầm khoảng 7 triệu ha, là mình lấy luôn cả đèn ha. Đó, rất là ok luôn. Là thủ tục mua góp thì cũng rất là đơn giản, nhanh gọn nha mọi người. Màu sơn Hà bảo hành cho mình 1 năm nha. Còn động cơ của xe có sẽ có chế độ bảo hành riêng nha mọi người. Dòng xe này Hà có rất là nhiều màu, bây giờ Hà sẽ quay thêm màu cho mọi người coi ha. Đây, mình thích trắng đen thì có trắng đen nha cả nhà. Những cái màu ở đây á, là đang có sẵn, mình tới mình lựa thôi cho nó dễ ha. Đó, chứ còn nhiều lúc mình đặt á, ở những khu vực mọi người không có mình muốn đặt á, thì mình chưa chắc là sơn xong sẽ đúng ý của mình đó mọi người. Nên là có sẵn xe với lại đặt, phải đợi đặt thì nó là hai vấn đề khác nhau nha. Đó, còn ví dụ như trường hợp anh chị nào mà mình có muốn sơn theo yêu cầu á, thì mình nhắn qua cho Hà, thì bên Hà sẽ có dịch vụ sơn theo yêu cầu và mọi người yên tâm. Bởi vì mọi người đã quan sát được những cái màu sơn bên Hà sơn sẵn rồi đúng không? Thì bên Hà phối màu rất là chuẩn cho mình luôn ha, nên mình không có sợ bị sai nữa nha cả nhà. Bên Hà là chuyên luôn ha. Đó, mọi người thấy ha, rất là đẹp luôn ha. Và hiện tại xe này nó có nhiều phiên bản nha, không phải là chỉ có những cái màu 3D này. Cái bản màu zin của nó vẫn bên Hà vẫn có đầy đủ cho mình. Và giá màu zin thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn rồi, nó rẻ hơn màu độ nha mọi người. Mọi người biết rồi, cái độ màu thì nó phải cao hơn màu zin. Và hiện tại thì dòng Vario đang dao động chỉ từ 38 triệu cho tới 41 thôi. Và mua góp thì mình đưa trước tầm khoảng từ 1 đến 2 triệu trở lên tùy theo phiên bản nha. Và thủ tục cũng rất là đơn giản thôi. Liên hệ trước qua hotline 0356 806 537, giảm thêm 1 đến 2 triệu xăng xe nha. Rồi, anh chị nào mình thích dòng Vision thì bên Hà cũng có Vision cho mình ha. Vision đang có rất là nhiều màu và cũng đi bi cầu đèn led cho mình luôn ha mọi người. Vision cũng lên được. Nhưng mà bi cầu thì chỉ cần xài một cái thôi ha, không cần phải hai cái giống như Vario ha. Đây, đèn led phía trước ha mọi người. Có nhiều kiểu cho mình lựa chọn ha. Và màu này cũng là màu sơn 3D nha mọi người. Dạo này đang rất là thịnh cái màu loang như thế này ha. Nãy giờ mọi người thấy Vario Hà quay nó cũng có màu loang đó. Vision thì đa số bên Hà bán màu sơn 3D rất là chạy luôn. Tại vì nhìn nó bắt mắt đó mọi người, nó lạ ha mọi người. Trắng xanh, trắng hồng, trắng cam rất là đẹp ha. Đó, rồi ngoài ra ở bên này nè mọi người, Hà còn nhiều màu ha, trắng đen nè mọi người ha. Trắng đen dạo này cũng đang thịnh nè. Xám tím nè, cũng đẹp, xanh xi măng cũng đẹp nữa nè ha. Xe này thì nó có nhiều phiên bản ha. Hà sẽ báo chung cho mình từ bản tiêu chuẩn trở lên ha. Dao động từ 31 năm cho tới 37 thôi. 31 năm tới 37, còn nếu mình những cái màu sơn 3D này á thì nó sẽ dao động thấp nhất là từ 33 năm nha. 33 năm tùy theo phiên bản khóa thiệt hay là khóa thông minh nữa nha. Rồi, mua góp dòng Vision mình có thể không cần trả trước vẫn được nha mọi người. Tùy theo phiên bản giùm Hà luôn nha. Sẽ có những phiên bản nó cao thì bắt buộc là mình phải trả trước một ít. Còn phiên bản thấp thì mình có thể không trả trước vẫn được, nhưng với điều kiện là hồ sơ tốt, không bị nợ xấu nha, không đóng trễ nha mọi người. Tại vì hiện tại ngân hàng họ hơi khôn á, thì nếu mà ai có bị nợ xấu rồi thì mình cố gắng nhờ người thân đứng tên giùm em, đưa trước khoảng 20-30% là có cài về gốc rồi mình sang tên thôi nha. Cũng không có khó khăn, tại vì bây giờ làm biển ở xã rồi, không phải là rườm rà phức tạp như hồi xưa. Làm biển ở xã nó sẽ tiện hơn cho mình nha. Và trước khi tới cửa hàng mua xe nhớ gọi cho Hà qua số hotline 0937 438 101, Hà giảm thêm 1-2 triệu xăng xe đi lại cho mình nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Mọi người có thể nhắn qua Zalo, Hà gửi vị trí cho mình. Không nữa thì mình đến ngay cổng chính Đại Nam, Hà hỗ trợ đón vào miễn phí nha. Rồi, hôm nay thì tạm biệt mọi người ở đây nha. Rất mong sẽ gặp gỡ mọi người tại cửa hàng trong thời gian sớm nhất.